Chào mừng quý vị đến với buổi tư vấn trực tuyến live stream số 9 City Care nhịp cầu sức khỏe của Bệnh viện Quốc tế City. Chương trình được phát sóng vào thứ ba hàng tuần vào lúc 11 giờ trên fanpage của Bệnh viện Quốc tế City. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một chủ đề đang được rất nhiều khách hàng quan tâm, đó là phòng tránh bệnh hô hấp trong mùa mưa. Hy vọng qua live stream ngày hôm nay, quý vị sẽ hiểu rõ hơn về các bệnh lý đường hô hấp thường gặp khi bước sang thời điểm giao mùa. Từ đó quý vị sẽ có phương pháp phòng ngừa, bảo vệ sức khỏe tốt cho bản thân và gia đình của mình. Khi theo dõi live stream ngày hôm nay, quý vị cũng đừng quên đặt câu hỏi cho bác sĩ Dương Anh Phượng để bác sĩ có thể giải đáp cho chúng ta. Bên cạnh đó cũng đừng quên thả tim và chia sẻ đoạn clip này để kiến thức này có thể đến với nhiều người hơn nữa. Và thưa quý vị, để cùng chia sẻ những thông tin hữu ích này thì chúng tôi có mời đến trong buổi live stream ngày hôm nay bác sĩ Dương Anh Phượng, đang công tác tại khoa nội của Bệnh viện Quốc tế City. Với hơn 15 năm kinh nghiệm chuyên khoa nội tổng quát, bác sĩ Dương Anh Phượng đã có nhiều đóng góp và đạt được nhiều thành tích trong chuyên môn. Hiện tại, bác sĩ Phượng đang công tác tại Bệnh viện Quốc tế City, chuyên khám và điều trị các bệnh lý về đường hô hấp. Bác sĩ Phượng có thể gửi lời chào đến khán giả không ạ? Bác sĩ Dương Phượng đang công tác tại khoa nội Bệnh viện Quốc tế City. Xin kính chào quý khán giả. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào chương trình chính của ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, giai đoạn mùa mưa và mùa nắng, giai đoạn khi mùa mưa chuyển sang mùa nắng chuyển sang mùa mưa thì rất dễ làm gia tăng các bệnh lý về đường hô hấp. Và đối tượng thường gặp nhất đó là người cao tuổi, trẻ em và người có bệnh mãn tính về đường hô hấp. Bệnh thường gặp nhất đó là viêm họng và cảm cúm. Nếu không được điều trị dứt điểm và đúng cách thì có thể biến chứng sang viêm tiểu phế quản, viêm phổi và gây khó khăn trong việc điều trị. Vậy thưa bác sĩ, mùa mưa những bệnh hô hấp thường gặp ở trẻ em và người lớn là gì? Và mong bác sĩ có thể chia sẻ và giải đáp cho quý vị khán giả ạ. Khi vào thời tiết chuyển mùa thì các bệnh lý hô hấp mà thường gặp là cảm cúm, viêm họng, viêm phế quản, viêm phổi vân vân, và nó có thể làm nặng thêm các bệnh lý hô hấp sẵn có ở người lớn tuổi. Thì thường các triệu chứng cảm lạnh thông thường là cái thường gặp nhất, là vấn đề hô hấp thường gặp nhất trong cái thời điểm chuyển mùa. Bệnh nhân thì thường sẽ có triệu chứng mệt mỏi, uể oải, ho khan nhẹ, sốt nhẹ, và thường đây là cái bệnh lý do siêu vi gây ra, nên bệnh sẽ tự khỏi sau 5-7 ngày, mình không có điều trị đặc hiệu. Khi mà những bệnh nhân mà bị cảm thông thường này thì thường nghỉ ngơi, uống nhiều nước, ăn những thức ăn mềm dễ tiêu, ít dầu mỡ và tăng cường cái bổ sung cái vitamin C trong chế độ ăn hàng ngày. Vâng, vậy có thể nói là mùa lạnh thì không còn về cái còn về cái viêm mình, tuy nhiên mình còn chú ý tới cái cúm ha. Cái cúm thì nếu như mà triệu chứng cúm thì nó sẽ rầm rộ hơn, bệnh nhân sẽ sốt cao hơn ha, họ có thể sẽ khó thở hơn, và ở những cái đối tượng như là phụ nữ có thai, trẻ em hoặc là người lớn tuổi thì bệnh có thể diễn tiến nhanh chóng tới siêu hô hấp. Thành ra khi có những cái triệu chứng này chúng ta nên cảnh giác và nên đi đến ngay cơ sở y tế gần nhất để đánh giá và điều trị kịp thời, tránh những cái biến chứng đáng tiếc xảy ra. Còn đối với những cái viêm phế quản hay là viêm phổi thì triệu chứng có thể rầm rộ hơn, bệnh nhân sốt cao, ho đạm màu, có thể có ho ra máu, đau ngực, thì lời khuyên cũng là nên sớm đi tới cơ sở y tế ha, để được thăm khám và cho những cái xét nghiệm cần thiết để mà đánh giá điều trị đúng hơn. Dạ vâng, cảm ơn chia sẻ từ bác sĩ. Vậy thì có thể nói là vào mùa lạnh không chỉ trẻ em mà người lớn cũng dễ mắc các chứng như là cảm cúm và viêm họng. Vậy thì có phương pháp nào để phòng tránh những căn bệnh này không thưa bác sĩ? Phòng bệnh thì bao giờ cũng tốt hơn người bệnh ha. Phượng xin chia sẻ một cái mẹo để mà phòng tránh cái bệnh hô hấp trong cái mùa thời tiết thời điểm chuyển mùa. Đầu tiên là chúng ta phải giữ ấm cho cơ thể ha. Nên mang theo áo mưa hoặc là ô dù khi đi ra ngoài, và nếu lỡ mắc mưa thì khi về nhà chúng ta nên tắm ngay, sau đó sử dụng những cái thực phẩm nóng ví dụ như là trà, súp hay cháo để tăng cái nhiệt độ cơ thể lên. Cái thứ hai là chúng ta phải cung cấp đủ nước cho cơ thể, thì nước nó sẽ giúp duy trì được cái nhiệt độ của cơ thể và nó cũng giúp là phải thải những cái độc tố trong cơ thể ra. Cái nhu cầu nước hàng ngày của một cái người bình thường thì khoảng người trưởng thành bình thường thì khoảng 1-2 lít, từ khoảng 2 lít. Tuy nhiên những người nào mà đang làm việc trong cái môi trường nắng nóng thì cái nhu cầu có thể cao hơn. Chúng ta có thể sử dụng các loại nước từ nước lọc thông thường cho tới nước trái cây hoặc là những cái loại nước có chất điện giải pha sẵn. Cái thứ ba là chúng ta phải hạn chế những cái thức uống có cồn và thuốc lá. Thuốc có cồn thì nó sẽ làm mất cái mất
làm suy giảm cái sức đề kháng của cơ thể và đã làm mất nước ha. Cái thứ tư nữa là chúng ta phải ngủ đủ giấc. Cái giấc ngủ rất là quan trọng, nó giúp cho mình hồi phục được cái sức khỏe sau một cái ngày làm việc. Thì trung bình ở cái người trẻ trưởng thành thì nhu cầu giấc ngủ là khoảng 6 tới 8 tiếng. Tuy nhiên đối với người lớn tuổi thì có thể ít hơn và trẻ con thì có thể nhiều hơn. Một cái vấn đề không kém quan trọng đó là chúng ta nên nhớ giữ cái thói quen rửa tay bằng nước sạch và xà phòng. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa được các bệnh lây qua đường hô hấp mà nó còn giúp ngăn ngừa được các bệnh lây qua đường tiêu hóa nha. Những cái thời điểm rửa tay bắt buộc thì chắc chúng ta ai cũng nhớ, trước khi ăn, sau khi vệ sinh, hoặc là sau khi hắt hơi, hoặc là tiếp xúc với người bệnh. Cái vấn đề thứ tư nữa là chúng ta thì hàng ngày ai cũng có tắm rửa vệ sinh sau một ngày dài làm việc, thì cái đường hô hấp trên của chúng ta, cái vùng mũi họng nó cũng có nhu cầu như vậy. Chúng ta không đừng quên vệ sinh mũi họng hàng ngày bằng dung dịch nước muối sinh lý, thường thì khoảng 2 lần một ngày, buổi sáng sớm trước khi thức dậy, khi mà vệ sinh răng miệng, và sau khi một ngày dài chúng ta đi làm về thì chúng ta cũng nên vệ sinh lại mũi họng một lần nữa. Vấn đề cuối cùng là chúng ta đừng quên chích ngừa cúm. Chích ngừa cúm nó sẽ giúp tăng cường cái hệ miễn dịch của cơ thể, và khi mỗi năm thì chúng ta nên chích ngừa cúm một lần ha. Bạn có thể đến những cái cơ sở y tế có uy tín hoặc bệnh viện city để chúng ta chích ngừa cúm. Và cái vấn đề cuối cùng mà thường thường nhân gian mình cũng hay biết đó là phải cung cấp bổ sung thêm cái vitamin C cho cơ thể. Vitamin C từ thực phẩm hoặc là từ các loại viên thuốc uống ha. Và chúng ta cái khi mà chúng ta hàng ngày chúng ta nên cung cấp đủ vitamin C thì cái sức đề kháng của mình nó sẽ tốt hơn. Vừa rồi thì bác sĩ đã giúp cho chúng ta biết cách phòng ngừa. Vậy thì nếu bị mắc các chứng bệnh về đường hô hấp thì phải điều trị và chăm sóc như thế nào để nhanh khỏi bệnh và tránh biến chứng, thưa bác sĩ? Một lời khuyên thì khi mà có các triệu chứng mà kể trên thì cho bạn đừng có nghĩ đó là nhẹ hay nặng, mà nên đi tới gặp bác sĩ trước, gặp đến cơ sở y tế gặp bác sĩ trước để người ta thăm khám đánh giá để có cái hướng xử trí kịp thời phù hợp cho mình, tránh những cái thói quen mà giống như dùng lại các thuốc cũ hoặc là tự điều trị theo kinh nghiệm, hoặc là chúng ta thấy hàng xóm mình giống vậy mình cũng lấy cái toa thuốc đó mình uống, hoặc là lấy kinh nghiệm từ những bạn bè đồng nghiệp vân vân. Cái đó nó không, nếu như mà xử trí sai thì sẽ mất đi một thời gian quý báu để mà điều trị cho căn bệnh của mình. Bên cạnh đó xin lưu ý với các quý vị phụ huynh là khi trẻ bị cảm cúm hoặc là những cái bệnh lý về hô hấp thì trẻ thường ho nhiều và phụ huynh rất nóng lòng muốn cắt cơn ho ngay. Nhưng mà thường thì chúng ta nên nhớ rằng ho là một cái phản xạ bảo vệ tự bảo vệ của cơ thể nha. Nó giúp thải được các chất nhầy cũng như là những cái bụi bẩn, những cái dính tiên trong cơ thể ra. Thì như vậy chúng ta không nên dùng thuốc ức chế ho mà chúng ta nên uống đủ nước, dùng những cái thuốc loãng đàm, những cái thảo dược để cho những cái chất đàm, chất nhầy nhớt đó dễ dàng tống ra khỏi cơ thể hơn, và khi đó phản xạ ho nó sẽ tự giảm dần. Cảm ơn bác sĩ. Và thưa quý vị, theo như bác sĩ đã tư vấn thì khi mà trẻ em hay người lớn mắc bệnh thì chúng ta không nên chủ quan mà cần đến bệnh viện để kiểm tra và theo dõi đúng cách. Và khi mà chia sẻ về cái chủ đề ngày hôm nay thì trên fanpage của bệnh viện Quốc tế City cũng nhận được rất là nhiều câu hỏi của khán giả gửi về và mong bác sĩ cũng tư vấn. Thì bây giờ Phương Trinh xin phép đọc một số câu hỏi đã được nhận từ trước. Câu hỏi đầu tiên từ anh Phúc Huy, 35 tuổi ở Singapore. Anh gửi câu hỏi rằng: tôi 34 tuổi bị viêm xoang mãn tính, chữa nhiều nơi nhưng không khỏi. Vào mùa đông thì hay bị liệt mũi, hơi thở hôi, sổ mũi có mũi xanh, nhưng sang mùa hè thì triệu chứng trên là hết. Xin bác sĩ tư vấn cho tôi nên đi khám và điều trị ở đâu ạ? Chào anh Phúc Huy. Thì đối với cái triệu chứng mà mũi xanh và thở hôi như vậy thì bác sĩ khuyên anh là nên đi khám sớm tại những cơ sở y tế tính mình khám ở phòng khám tai mũi họng đi nha, để bác sĩ xem xét và có thể nội soi tai mũi họng cho anh để từ đó có cái hướng xử trí và chế độ thuốc phù hợp cho anh. Tuy nhiên anh giống như bác sĩ đã nhắc ở trên thì một cái thói quen mà anh nên duy trì hàng ngày đó là vệ sinh mũi họng bằng nước dung dịch nước muối sinh lý. Anh nên súc miệng và rửa mũi hàng ngày. Như vậy thì bác sĩ hy vọng là những mùa đông năm sau anh không phải khổ sở với cái triệu chứng này nữa. Dạ vâng, em cảm ơn giải đáp của bác sĩ. Và bây giờ chúng ta sẽ đi sang câu hỏi thứ hai từ chị Hồ Ngọc Lan ở quận 6. Chị hỏi rằng: con gái tôi 5 tháng tuổi, mùa này thời tiết khá thất thường, ban ngày thì nóng, chiều xuống thì mưa lạnh, cháu hay ra mồ hôi ở trên đầu, nhiều nhất là
hai bên thái dương. Tôi cởi bớt áp cho cháu nhưng sau đó cháu lại ho. Xin bác sĩ cho lời khuyên. Chào chị Ngọc Lan. Đối với một dấu hiệu nào đó, ví dụ như ra mồ hôi, nó không chỉ là cùng cho một bệnh, nó có thể là dấu hiệu của nhiều bệnh khác nhau. Thì thường ở trẻ nhỏ, thường đổ mồ hôi về đêm, chúng ta phải chú ý xem bé có bị thiếu canxi trong máu hay không. Đối với khi mà bé ra mồ hôi nhiều như vậy, thì chị Lan sẽ trước rất là đúng, mình sẽ lau mồ hôi đi. Và chúng ta sẽ đi sang câu hỏi cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay từ bạn Hoài Minh, 27 tuổi ở Long An. Bạn hỏi rằng em bị bệnh hen phế quản đã 5 năm và khi thời tiết giao mùa thì bệnh lặng không, nhiều lúc không thở được. Có cách nào để điều trị bệnh dứt điểm và không bị tái không khi mà chuyển mùa không, thưa bác sĩ? Chào Hoài Minh. Cho đến thời điểm hiện tại thì hen phế quản là một bệnh phổ biến, tuy nhiên chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát được cái hen này. Chỉ với là thuốc xịt khu trú tác dụng tại chỗ tại phổi thôi, chứ không phải sử dụng thuốc điều trị thân như trước đây nữa. Tuy nhiên trước khi kê toa thuốc điều trị cho Minh thì bác sĩ Minh Anh đến phòng khám hô hấp để cho bác sĩ đo huyết áp, từ đó sẽ đánh giá cái mức độ tắc nghẽn của đường thở của em mà sẽ kê được cái liều thuốc phù hợp để kiểm soát cái cơn hen, và chị hy vọng là sau em sẽ không bị hiện tại thì trên fanpage cũng nhận được rất là nhiều câu hỏi, thì em xin phép đọc một số câu hỏi để bác sĩ có thể tư vấn trực tuyến cho các bạn đang xem chương trình ạ. Thì có bạn Nguyễn Oanh đã hỏi là dạ bác sĩ, bé 2 tuổi bị sổ mũi thì nên chăm sóc tại nhà như thế nào ạ? Bé 2 tuổi mà sổ mũi thì giống như là mũi trăm, bé không có khò khè, không có khó thở thì tạm thời em có thể xử trí tại nhà bằng các dung dịch xịt rửa mũi, nước muối sinh lý phun sương như ở trẻ em thì nó có Sterimar hoặc Lumer để cho trẻ em. Tuy nhiên đôi khi anh không nhìn thấy hết những cái triệu chứng nào của bé thì chị vẫn khuyên là nên cho bé tới bên cạnh chị rửa mũi thực hiện tại nhà, thì nên cho bé tới để bác sĩ nhìn qua xem có giá trị cái vấn đề như thế nào, có nhận lại hơn không. Dạ vâng, cảm ơn phần chia sẻ của bác sĩ. Và sau một tư vấn vừa rồi thì chắc hẳn là quý vị đã có thêm nhiều kiến thức khi mà vào mùa giao mùa, đúng không ạ? Và chúng tôi rất là tiếc vì thời lượng chương trình có hạn mà câu hỏi trả lời thì rất là nhiều. Vì vậy nếu mà quý vị còn bất kỳ thắc mắc nào thì có thể gửi về cho fanpage của bệnh viện Quốc tế, chúng tôi sẽ nhận tất cả câu hỏi và giải đáp trực tiếp cho quý vị. Và đến đây thì buổi live stream về chủ đề phòng tránh bệnh hô hấp trong mùa mưa xin phép được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình live stream kỳ sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.